Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật lại cái vườn na Thái. Hôm trước mình có chia sẻ về cái kỹ thuật trồng cũng như là chăm sóc làm sao để cây na khỏe cho trái hai vụ trên năm. Thì đây là vụ thứ hai trong năm ha. Vụ này mình thu xong thì mình sẽ cắt cành để trái lại đợt 2 là vụ Tết. Đợt này thu vào khoảng tháng 6 âm lịch nha các bạn. Khoảng đầu tháng 6 là thu gần xong rồi ha. Thì chia sẻ với các bạn luôn là cái giai đoạn trái này. Hôm trước có chia sẻ rồi cái giai đoạn mà vừa đậu trái trái non á là mình cần làm gì ha. Bạn các bạn xem lại cái video trước. Còn cái thời điểm này là trái nó đã to rồi nè các bạn. Thì hôm nay mình ra vườn mình bao thì cũng bao gần xong ha. Mình nhín chút ít thời gian quay lại cho các bạn xem ha. Thì cái trái thời điểm này nó to hơn. Nó bằng cái chung uống nước trà các bạn. Nó to cả bằng hai ngón chân cái nha. Có trái thì to hơn tí xíu, có trái thì bằng ngón chân cái. Nó cũng lọt sọt nha các bạn. Từ bằng ngón chân cái cho tới lớn hơn bằng hai cũng ngón chân cái. Thì cái giai đoạn này chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng nha các bạn, cũng như là xịt thuốc. Chứ chúng ta không có bổ sung dinh dưỡng là nó sẽ bị rụng ha, cũng như là trái nó sẽ bị lép, không có đẹp trái. Thì lúc này chúng ta sẽ bón phân NPK 20-20-15 nha các bạn. Hàm lượng nó sẽ tăng lên. Cái giai đoạn trước á, trái nhỏ bằng ngón tay, hoặc là mới vừa đậu trái á, bằng ngón tay út, nhỏ ngón tay út. Rồi tới giai đoạn là cỡ bằng ngón tay cái. Thì cái giai đoạn đó là chúng ta sẽ bón 3 số thì nó ok ha. Nó cân bằng, nó vừa nuôi đọt vừa nuôi trái. Phân 3 số thì chúng ta sẽ bón cái giai đoạn mà từ ngón tay cái trở về trước, tức là trước ra hoa đó, thì chúng ta dùng 3 số thì nó sẽ ok ha. Còn cái giai đoạn này là chúng ta cần phải tăng đạm lên, tức là 20-20-15, và kết hợp luôn phân hữu cơ ha các bạn. Ở đây thì mình xài hữu cơ nở nhập khẩu ha. Thì một gốc như thế này chúng ta bón, gốc này là khoảng 3 năm mấy 4 năm rồi nha các bạn. 3 năm mấy 4 năm thì chúng ta cần cái lượng là khoảng một từ 1 kg trở lên ha. 1 kg cho tới 3 kg tùy theo trái ở trên cây. Nếu mà trái nhiều thì chúng ta sẽ bón nhiều lên, ít thì chúng ta sẽ bón ít lại. Thì với cái liều lượng là từ 1 kg tới 3 kg là phân hữu cơ, còn phân NPK thì chúng ta bón vừa phải thôi, đừng nên bón dư quá thì cũng không có tốt, nó sẽ làm cho đất mình bị chai. Và cái nó sẽ tiêu tốn cái phân của mình ha. Thì với một cái gốc như thế này chúng ta bón khoảng từ 200g tới 300g trở lại thôi nha các bạn, không có bón nhiều. Thường thường ở đây mình bón có 200g à, với một cái gốc 3 năm mấy như thế này. Và với cái lượng trái trên cây như thế này nhiều ha các bạn, trái này cũng tương đối nhiều, thì chúng ta bón 200g. Còn nếu như các bạn để trái ít á thì chúng ta sẽ bón ít lại, 100g được ha các bạn. Tùy theo cái lượng trái trên cây, thì hiện tại trái trên cây như thế này mình để khoảng 80 cho đến 100 trái tùy theo cây ha. Cây nhỏ cây lớn thì theo mình để số lượng cây khoảng 70-80, có khi thì cả trăm, hơn trăm. Thì chúng ta sẽ bón liều lượng là từ 200-300g. Bón cách gốc ra các bạn, khoảng cách gốc, tránh cái gốc ra khoảng một gan tay, hai tấc á. Thì chúng ta sẽ bón xung quanh ra cái tán, tán tới đâu chúng ta sẽ bón tới đó. Và tưới nước, phun sương, giữ ẩm cho phân nó tan đều. Và mỗi ngày chúng ta đều lặp lại nha các bạn. Tưới nước mỗi ngày đều lặp lại. Chúng ta tưới vừa phải, không nên tưới nhiều. Cái na Thái thì nói chung là cái loại na mãng cầu thì nó sẽ ít có chịu nước. Nếu chúng ta tưới nhiều quá thì dễ sinh bệnh. Cây này thì nó chịu hạn tốt, và người ta trồng trên núi hoặc là cái vùng đất ở Tây Ninh á, là nổi tiếng nhà mãng cầu ha, là vùng nắng mà khô hạn. Nhưng mà ta trồng mãng cầu rất là sai trái, rất là tốt, nó chịu hạn lắm, chúng ta không có tưới nhiều, tưới đậm quá ha. Đây là cái phân nè, phân hôm nay mình sẽ rải là 20-20-15. Các bạn mua phân ba màu này cũng được, hoặc là chúng ta có thể là chọn mua cái phân một màu càng tốt. Đây chút xíu mình sẽ đi rải ha. Rồi tùy theo cái tán cây mà mình rải nha các bạn. Chia sẻ thêm với các bạn luôn là cái giai đoạn là chúng ta phải xịt ha.
Thì xịt là xịt cái gì? Trước cái giai đoạn, trước cái lúc mà bao á là chúng ta nên xịt. Thì mình xịt xong rồi mình mới bao nha các bạn. Xịt xong mới bao. Đây là cây na, na dứa, na Đài Loan. Lá nó nhọn hơn ha. Nhọn hơn na Thái. Và đặc biệt là cái loại này nó đậu trái rất là sai nha các bạn. Một cây nhỏ như thế này, cây này mình trồng sau. Trồng sau na, na Thái. Cây này khoảng năm mấy à. Chưa được 2 năm. Mà trên cây nó hôm trước mình đi bẻ khoảng 200 trái. Mình đi bẻ bỏ bớt ha. Giữ lại khoảng 8-90 trái à. Còn nhìn bỏ hết. Một chùm như thế này nè, nó đậu khoảng được 4 trái, có khi 5 trái một lượt. Mình bỏ bớt. Trái này to nè. Đó. Giai đoạn này là chúng ta xịt và bón phân nha. Xịt thì chúng ta sẽ xịt nấm. Thứ nhất là nấm. Thứ hai là bón sâu. Thứ ba nữa là cái thằng riệp sáp. Cái giai đoạn này là riệp sáp nó rất ưa ha các bạn. Và thậm chí nhỏ hơn nó vẫn có ha. Nhưng mà mình vẫn xịt định kỳ. Xịt thường xuyên. Cứ nửa tháng hoặc là 10 ngày. Nếu xuyên nữa thì tuần lễ. Mà thường thường thì cái loại na này thì cỡ nửa tháng xịt ok. Riệp sáp thì nó có cái thuốc đặc trị riệp sáp á. Các bạn ra bảo vệ thực vật mua ha. Trị. Nó dễ trị lắm các bạn. Nếu chúng ta xịt định kỳ, xịt đúng cử thì cây mình nó sẽ không có riệp sáp. Còn chúng ta bỏ mà tới giai đoạn mà nó có riệp sáp phát hiện rồi thì chúng ta mới xịt thì lúc đó là xịt cực, tốn thuốc, tốn công. Thứ hai nữa là xịt nấm thì ở đây mình xài Manco Z các bạn. Manco Z. Nếu các bạn xài Anvin hoặc là những cái loại thuốc xịt trị nấm khác cũng ok ha. Ở đây thì nó có cái bệnh nấm tháng thư và một số bệnh nấm nó gây cho cái lá, bộ lá của mình nó bị đen và cái trái nó cũng xấu à, cái mã trái nó sẽ bị đen, không có còn đẹp nữa. Thứ hai đó là sâu đục trái. Sâu đục trái thì chúng ta cũng phải xịt định kỳ luôn trước cái giai đoạn này ha. Tới cái giai đoạn trái lớn này mà mới xịt thì sâu nó sẽ đục rất là nhiều. Thì mình đã đi xịt và tuyển bớt, bỏ bớt một số trái xấu, trái không tròn. Đã làm cái lúc trước rồi đó các bạn. Thì lúc này mình chỉ cập nhật lại, chia sẻ lại cho các bạn về cái những cái loại bệnh cũng như là bón phân cho cây na Thái phát triển tốt ha. Rồi như vậy thì chúng ta cần bón phân cái giai đoạn này với cái liều lượng như mình đã nêu ha. Và xịt thuốc nha các bạn. Khi mà chúng ta bao thì chúng ta cũng nên xịt định kỳ. Tại vì nếu mà chúng ta không có dưỡng bộ lá, bao thì bao trái nó sẽ không tấn công vào trái nữa. Nhưng mà cái bộ lá của chúng ta, nếu mà chúng ta không trị nấm ăn trắng hoặc là một số nấm khác á, dưới sâu thì nó sẽ làm cho cái bộ lá của mình nó xuống sắc và không dưỡng. Nếu chúng ta không thực dưỡng nó thì cái bộ lá nó sẽ chựng lại đây. Tại vì nó nuôi trái thì cái bộ lá nó sẽ chựng lại đây, nó không có phát triển nữa và bệnh nó sẽ tấn công. Nếu không ngừa bệnh thì bệnh nó sẽ tấn công. Thường thường thì nấm với phấn trắng, nấm phấn trắng và một số loại nấm khác nữa, nó tấn công nó làm đen cái lá thì không có quang hợp được, thì không có lấy dinh dưỡng để nuôi trái được ha các bạn. Do đó chúng ta cũng phải xịt dưỡng và xịt bệnh định kỳ. Nhưng mà cái thời gian thì chúng ta sẽ giãn ra. Tức là nếu mà bình thường thì 10 ngày thì bây giờ mình tăng lên 15-20 ngày xịt lần. Vẫn xịt nha các bạn. Để chúng ta nuôi cái bộ lá cho nó tốt thì trái mình nó sẽ to, tròn, đẹp. Ở đây xịt dưỡng thì đa số mình xịt Atonis. Na Thái thì dễ lắm nha các bạn. Chúng ta chỉ cần bón phân đầy đủ và xịt kết hợp thêm Atonis là cây nó sẽ cho trái đẹp, to, tròn. Đây mình để trái cái mùa 2, cái vụ 2 nhưng mà cái số lượng trái cũng nhiều ha. Chứ không ít nha các bạn. Tại vì cây của mình đã đủ lực gần 4 năm mà, do đó mình để trái nhiều được. Và cũng định kỳ nha các bạn. Bón phân thì chúng ta cũng 20 ngày chúng ta bón một đợt ha. Trễ lắm là một tháng nha. Chúng ta không có để lâu quá thì cây của mình nó sẽ bị mất dinh dưỡng.
và nuôi trái nhiều thì nó sẽ bị suy cây và trái không lớn không đẹp, bán sẽ không có giá nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về cái giống na Thái cũng như là kỹ thuật trồng, hiệu quả kinh tế rất cao. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.